Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục áp dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Vải trứng, một đặc sản của Hưng Yên bắt đầu vào vụ thu hoạch. Nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và đảng ủy các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn, tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển, về đức tính, cần, kiệm, liêm chính, trí công vô tư, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tình cảm và lời dạy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần về thăm tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, đi sâu phân tích mối quan hệ gắn bó biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhấn mạnh giá trị to lớn nổi bật của những di sản mà Hồ Chí Minh để lại thông qua nhiều câu chuyện, ví dụ cụ thể, sinh động. Chỉ tính riêng 10 năm cuối đời, từ lúc 70 tuổi đến lúc mất là 79 tuổi, Bác đến với dân 700 lần. Nhất là với nông dân, công nhân và những người lao động nghèo khổ. Trong đó có cả những lần đến Hưng Yên. Chúng ta kể những câu chuyện này trên mảnh đất Hưng Yên này là đặc biệt cảm động. Vì ta biết xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mới đích thực là quê ngoại của Bác. Trên cái tình cảm Bác về Hưng Yên 10 lần, Bác tát nước chống hạn với dân, làm thủy lợi, công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải còn đó, anh hùng lao động Phạm Thị Vách còn đó. Bao nhiêu sự kiện của chúng ta gắn bó mối liên hệ máu thịt giữa Bác với nhân dân. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng giới thiệu về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tổng hợp 29 bài viết phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối thoại, đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đồng chí đề nghị ngay sau đợt học tập này, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 và kết luận số 01 của Bộ Chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp, các địa phương đơn vị, cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần quán triệt sâu sắc, đồng thời thực hiện hiệu quả chuyên đề toàn khóa gắn với việc xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn cơ quan đơn vị, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị, và qua đó giúp cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tương lai tươi sáng của dân tộc. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội. Năm tháng đầu năm 2022, thu ngân sách của huyện đạt trên 1.300 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch được giao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố năm thứ năm liên tiếp. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Trong phát triển đô thị, tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở rộng huyện Văn Lâm đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 6 xã, thị trấn. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm kiến nghị với tỉnh một số vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị này, đồng thời gợi mở định hướng một số vấn đề để huyện tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian tới. Nội dung chi tiết của buổi làm việc cũng như những chỉ đạo định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình thời sự tối mai, thứ Bảy, ngày 4 tháng 6. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng nay, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện làm trưởng đoàn, về thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Đình Hồng khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Học viện Quốc phòng thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh Hưng Yên đạt được, đặc biệt trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc. Công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được quan tâm và đạt nhiều thành tích. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn sự quan tâm của Học viện Quốc phòng và đồng chí Chính ủy Học viện với công tác quốc phòng, quân sự của tỉnh. Với sự đoàn kết thống nhất của toàn đảng bộ, chính quyền các cấp và sự nỗ lực phấn đấu của mọi tầng lớp nhân dân, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới theo các định hướng và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng thời gian tới Học viện Quốc phòng cũng như đồng chí Chính ủy Học viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế, xã hội phát triển hơn nữa. Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về triển khai nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chính sách tài khóa tiền tệ trong lĩnh vực nhà ở. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Theo Sở Xây dựng Hưng Yên, đến hết năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt trên 26m² sàn trên một người. Thực hiện các đề án hỗ trợ nhà ở, hơn 4,3 nghìn hộ người có công, hộ nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Về nhà ở cho công nhân, toàn tỉnh có trên 24.000 căn nhà trọ do người dân tự xây để cho thuê trọ, đang bố trí cho hơn 36.000 người thuê lưu trú. Đến nay, Hưng Yên bố trí quỹ đất lập quy hoạch trong 10 dự án nhà ở công nhân gắn với các khu công nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh những quan tâm, nỗ lực trong thực hiện quy hoạch và phát triển các dự án nhà ở của tỉnh Hưng Yên. Song thực tế vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu đang tăng cao về nhà ở, nhất là cho công nhân lao động. Tỉnh Hưng Yên kiến nghị đề xuất một số nội dung về cơ chế riêng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cho phép các địa phương chủ động quy hoạch. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Hưng Yên trong việc thu hút đầu tư, phát triển các dự án nhà ở, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh quan tâm hơn nữa tới việc thu hút các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Năm nay, tỉnh Hưng Yên tiếp tục áp dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế phải được đặt lên hàng đầu. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khi tới kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi của huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Tiếp tục áp dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, công tác tổ chức thi năm nay cơ bản vẫn duy trì như những năm trước, đảm bảo đủ số phòng thi, phòng dự phòng, tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi, lắp đặt camera giám sát có thể hoạt động ngay cả khi mất điện. Dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng công tác phòng chống dịch vẫn được các nhà trường nghiêm túc thực hiện. Lấy kinh nghiệm của các cái kỳ thi trước là đảm bảo được cái 5K chuẩn bị đầy đủ các cái thiết bị phòng dịch. Nếu như có thí sinh mà diện F0 mà các em đồng ý tham gia kỳ thi thì chúng tôi sẽ có phòng riêng, cán bộ coi thi sẽ được mặc đồ bảo hộ và thực hiện các cái quy trình phòng dịch như của Bộ Y tế quy định. Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay là thay đổi trong cách sắp xếp chỗ ngồi của thí sinh. Nếu như trước đây cả điểm thi sẽ chung một phương pháp sắp xếp thì năm nay mỗi phòng sẽ có một phương pháp riêng theo hình thức bốc thăm. Đặc biệt, để hạn chế gian lận thi cử, đảm bảo tính công bằng, khách quan, thí sinh không được mang các đồ dùng ngoài danh sách cho phép vào khu vực phòng thi mà phải gửi tại phòng chứa đồ cách khu vực thi tối thiểu 25m. Tại cổng trường có một đội học sinh tình nguyện đấy ạ, gồm có 15 em cùng với ban chấp hành đoàn trường sẽ nhắc nhở các em luôn là các em để lại những cái vật dụng không cần thiết đưa cho phụ huynh học sinh. Hôm nay với cái phương châm là bộ đã yêu cầu là trên phòng thi không có bất kỳ một cái hòm hay cái bàn nào mà để cái đồ dùng học sinh. Nếu chúng ta làm tốt được cái công tác tuyên truyền cho học sinh trong cái buổi làm thủ tục đầu tiên ấy, là học sinh không được mang cái gì vào. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải có một khu vực chứa rất là nhiều trong vòng khoảng độ nửa tiếng đồng hồ lúc đầu. Liên quan đến cái trang thiết bị cũng rất là khó khăn. Đây cũng là kỳ thi diễn ra trong trạng thái bình thường mới sau 2 năm phải tổ chức trong điều kiện dịch bệnh. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các điểm thi không chủ quan, cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, lưu ý đến việc sử dụng công nghệ cao để chống gian lận. Tất cả các điểm thi cần quán triệt nghiêm túc những quy định cho đội ngũ làm công tác thi để tạo ra sự nghiêm túc, khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức vào ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, trên bản đồ nông sản Hưng Yên, huyện Phù Cừ nổi bật với đặc sản vải lai chín sớm và vải trứng Hưng Yên. Hơn một tuần sau khi vải lai chín sớm cho thu hoạch, thời điểm này các diện tích vải trứng Hưng Yên cũng bắt đầu được thu hái.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại trung tâm của vùng trồng vải trứng Hưng Yên thuộc xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Thời điểm này thì các nhà vườn đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch và người dân thì rất phấn khởi bởi vì năm nay vải trứng Hưng Yên vừa được mùa vừa được giá. Năm nay vườn nhà tôi thì dự tính được khoảng trên 6 tấn. Đấy mà cũng đặt cho hợp tác xã có hai nguồn bán, thì là một là hợp tác xã thì tôi đặt giá trước rồi là giá 90.000 một cân, thế còn thương lái họ cũng về đặt là bán 140-150 một cân ở tại gốc. Thế là cứ ô tô đóng thùng đến đầu ô tô về lấy đấy. Vải trứng Hưng Yên có đặc điểm khi chín quả to tròn mẫu mã đẹp, ngọt đượm, trọng lượng khoảng 18 đến 22 quả 1 kg. Điểm ưu việt của loại quả này là sau khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc hương vị. Với mong muốn quả vải đặc sản của quê hương được xuất bán ở những thị trường có giá trị cao, những năm gần đây, người trồng vải trứng tuân thủ nghiêm ngặt việc canh tác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thời điểm cây vải ra hoa đậu quả. Nhờ đó, tỷ lệ đậu quả của loại cây trồng khó tính này trong 3 năm trở lại đây có tính ổn định cao, sản lượng tăng dần sau mỗi năm. Năm nay ước sản lượng toàn huyện Phù Cử đạt 70 tấn, đặc biệt giá cả năm sau đều tăng hơn so với năm trước. Chúng tôi cũng đã quảng bá với các cái doanh nghiệp, năm ngoái là chúng tôi đã xuất được 1,5 tấn mang sang Nhật. Đấy, còn năm nay thì là cũng tương tự như vậy, là cũng sẽ tới là từ 1,5 tấn đến 2 tấn. Chúng tôi đã tham gia cái hội chợ vải trứng Hưng Yên, rất là nhiều các doanh nghiệp và các thương lái là muốn đăng ký để bao tiêu cái sản phẩm cho xã Phan Xào. Tuy nhiên cái sản lượng của chúng tôi thì nó cũng còn có hạn, nên là chúng tôi cũng vẫn là mời các đơn vị doanh nghiệp để về tham quan và quảng bá sản phẩm, và với mục đích là trong một vài năm tới thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng để bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Với những giá trị kinh tế vượt trội, cây vải trứng ở huyện Phù Cử được xác định là loại cây giúp người dân làm giàu từ đồng ruộng. Song song với việc mở rộng diện tích vùng trồng, sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng và quảng bá thương hiệu vải trứng Hưng Yên góp phần mở ra hướng đi bền vững cho sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa truyền thống của người Việt, cứ ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhà nhà đều sắm sửa những đồ lễ cúng dâng lên tổ tiên và thực hiện một nghi thức dân gian là diệt sâu bọ, với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Dẫu không nhộn nhịp sống động như Tết Nguyên Đán, nhưng Tết Đoan Ngọ vẫn có những nét đẹp riêng đi sâu vào tâm thức mỗi người. Bắt đầu ngày mới, thay vì chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi ngày, thì hôm nay vợ chồng ông Phương cùng các cháu nội ngoại lại tất bật sắp sửa mâm cúng hoa quả gồm mận, vải, ổi và rượu nếp cái ngâm, chuẩn bị cho việc diệt sâu bọ năm nay. Sau phần dâng lễ thắp hương tổ tiên, cả gia đình quây quần thưởng thức vị tươi ngon của hoa quả, vị nồng cay của cơm rượu nếp và chia sẻ những câu chuyện truyền thống về ngày Tết đặc biệt này. Gia đình của chúng tôi thì truyền thống bao nhiêu đời nay, ngày mùng 5 tháng 5 là diệt sâu bọ, mà những thứ hoa quả đều có chua và chát. Ăn những thứ hoa quả này thì để cho đường tiêu hóa của tất cả mọi người trong gia đình, cũng mong muốn là có các loại ký sinh trùng thì được thanh lọc đi hết, đảm bảo sức khỏe tốt cho con người. Nếu như trước đây, Tết Đoan Ngọ với gia đình ông Thịnh ở xã Đồng Thanh sẽ không thể thiếu việc tắm nước lá để trị rôm sẩy, ăn hoa quả vào buổi sáng diệt sâu bọ hay khảo cây để thúc ra hoa, đậu quả trước giờ ngọ, thì hiện nay các thủ lệ đã có nhiều thay đổi khi mỗi thành viên đều trưởng thành và công tác xa nhà. Song bữa cơm ngày mùng 5 tháng 5 vẫn tề tựu đông đủ con trai, gái, dâu, rể để cùng ôn lại nét văn hóa truyền thống của quê hương, gia đình. Mặc dù là rất bận rộn, như cái Tết Đoan Ngọ đấy, thì anh em cũng cố gắng sắp xếp công việc cùng ăn với ông bà, để ông bà kể lại cái thổ xưa. Các cụ ngày xưa là bảo là tính cái Tết Đoan Ngọ là cho nó mưa thuận gió hòa, đấy, cây cối tốt tươi đấy. Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ mang nhiều ý nghĩa và phong tục khác nhau. Đây là giai đoạn chuyển mùa, dễ phát sinh dịch bệnh, và ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là thời điểm thuận lợi để diệt trừ sâu bọ, vi khuẩn trong cơ thể và dịch bệnh hại mùa màng. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm kết thúc vụ lúa xuân, bước vào vụ mùa, nên bà con nhân dân làm lễ tạ ơn với mong muốn mùa màng bội thu, thời tiết thuận hòa. Tết Đoan Ngọ này các cụ tổ chức nó kỹ lắm, chứ nó không như bây giờ. Đấy, bây giờ thì gọi là tập trung, chủ yếu là tập trung đông con cái về gia đình. Xã hội hiện đại với nhiều bận rộn, những nghi thức, phong tục truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ đã có nhiều thay đổi.
song nét văn hóa truyền thống hướng về tổ tiên, gia đình và giáo dục lòng biết ơn, coi trọng tình cảm gia đình, sống hòa mình với thiên nhiên của người Việt vẫn luôn được coi trọng và gìn giữ trong mỗi nếp nhà ngày nay. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.